Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với những tin tức nóng hổi nhất trên kênh Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý như sau. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với Tin Mới với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị, ngày hôm qua, phóng viên được biết từ Cục Cứu trợ Thiên tai của Bộ Nội vụ rằng cơn bão số 5 hiện đã khiến 18 người chết và 44 người mất tích ở tỉnh Quảng Đông. Để đối phó với tình hình thiên tai ở tỉnh Quảng Đông, Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia và Bộ Nội vụ đã chuyển đổi phản ứng cảnh báo sớm cứu trợ thiên tai được đưa ra vào thứ Năm tuần trước thành phản ứng khẩn cấp cứu trợ thiên tai 4 cấp vào lúc 23 giờ ngày thứ Bảy. Trên cơ sở nhóm công tác ứng phó cảnh báo sớm trước đó, họ lại cử nhóm công tác của Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia khẩn trương đến vùng thiên tai để kiểm tra tình hình thiên tai, chia buồn với những người bị ảnh hưởng, đồng thời hỗ trợ và hướng dẫn tỉnh Quảng Đông làm tốt công tác giảm nhẹ thiên tai, cứu trợ và tái định cư cho nhân dân. Bị ảnh hưởng bởi hệ thống mây lưu thông của cơn bão số 5, Mao Minh, Yangyang, Yunfu và những nơi khác ở tỉnh Quảng Đông đã hứng chịu lượng mưa lớn kể từ ngày thứ Bảy, gây ra lũ lụt, lở đất, sạt lở núi và các thảm họa khác. Theo thống kê của Ban Nội chính tỉnh Quảng Đông, tính đến 11 giờ ngày Chủ nhật, mưa bão đã khiến 1,119 triệu người trong tỉnh bị ảnh hưởng, 18 người chết, 44 người mất tích, 31 người bị thương và 83.000 người phải di rời tái định cư khẩn cấp. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 223 triệu hecta, trong đó 2.200 hecta bị phá hủy hoàn toàn, hơn 2.000 ngôi nhà bị sập và gần 7.000 ngôi nhà bị hư hỏng. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 867 triệu nhân dân tệ. Theo các báo cáo sau thảm họa, Ủy ban giảm nhẹ thiên tai tỉnh Quảng Đông và Sở Dân Chính đã phát động ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai cấp độ 2, nhanh chóng cử một nhóm công tác và điều động khẩn cấp 1.000 giường gấp, 400 lều và 2.000 chăn mền đến Dương Giang, Mao Ninh và các khu vực khác. Hiện Ban Dân vận vùng thiên tai đã phân phát 5.200 bộ quần áo, 900 chăn mền, 430 lều bạt, 4.570 hộp lương thực khẩn cấp, 2.100 phần thức ăn nhanh, 1.750 hộp nước khoáng, 3.000 cân dầu ăn, 8,5 tấn gạo, 300 hộp nến cứu trợ thiên tai và tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng. Tại làng Sunghe, thị trấn Kwanpai, thành phố Yinji, một ông lão cõng đứa trẻ trên lưng đi qua những ngôi nhà và đất canh tác đã bị lũ lụt phá hủy. Người dân vùng lũ thành phố Cao Châu, tỉnh Quảng Đông đang di chuyển đến khu vực an toàn. Theo Tổng cục Phòng vệ tỉnh Quảng Đông, tính đến 23 giờ ngày thứ Bảy, bão số 5 đã khiến tổng cộng 13 người chết và 33 người mất tích tại 3 thành phố Cao Chu, Xinyi và Yangchun của tỉnh Quảng Đông. Nguyên nhân chính dẫn đến thương vong và người mất tích là do thiên tai lũ lụt, thiên tai địa chất, dòng mảnh vụn và các thiên tai thứ cấp khác do mưa xối xả gây ra. Thưa quý vị, Tân Hoa Xã, Bắc Kinh cho biết, từ 2 ngày qua tại Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và những nơi khác có mưa bão lớn. Theo thống kê sơ bộ của Cơ quan Quốc phòng, tính đến thời điểm hiện tại, 12 người ở Bắc Kinh và Hà Bắc đã chết hoặc mất tích do mưa bão và tình hình thảm họa chi tiết đang được xác minh thêm. Từ 2 ngày nay, lượng mưa trên cả nước chủ yếu tập trung ở vành đai mưa từ thượng lưu sông Dương Tử đến phía Đông Bắc, khu vực có cường độ lớn nhất chủ yếu ở khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và thượng nguồn sông Dương Tử. Lượng mưa trung bình trên bề mặt là 170mm, lượng mưa điểm cực đại là 460mm, lớn nhất kể từ năm 1949. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, hơn 10 con sông gồm thượng lưu sông Dương Tử, trung lưu sông Hoàng Hà, thượng lưu sông Siao, sông Hai Hê và sông Đại Khánh đã trải qua những trận lũ siêu cấp. Đến 1 giờ ngày Chủ nhật, mực nước đỉnh lũ tại kênh Bắc lưu vực sông Hải Hà là 19,77m, lưu lượng tương ứng là 1.590m3 trên giây. Cả về mực nước và lưu lượng đều đứng thứ nhất trong kỷ lục đo đạc kể từ khi thành lập Trung Quốc mới. Vào thời điểm đó, mực nước tăng lên 19,22m và tốc độ dòng chảy tương ứng là 555m3 trên giây. Cả mực nước và tốc độ dòng chảy đều được xếp hạng đầu tiên kể từ khi hồ sơ đo lường thực tế bắt đầu vào năm 1958. Theo thống kê, trong quá trình cứu hộ và cứu trợ thảm họa mưa lớn, Bắc Kinh đã điều động tổng cộng hơn 12.000 lực lượng cứu hộ thoát nước khẩn cấp và quân đội túc trực, 510 phương tiện kiểm tra đường bộ và tổng cộng hơn 1 triệu mét khối nước ngập úng đã được thoát. Về cơ bản, nước ngập úng đã được loại bỏ trong 6 giờ và 30.695 người ở các khu vực dễ bị lũ lụt và lở đất đã được di rời khẩn cấp, hơn 70.000 người đã được di rời đến Bảo Định, Thừa Đức và các khu vực khác bị lũ lụt đe dọa.
Và ở tỉnh Hà Bắc có hơn 5.600 người dân được tổ chức tuần tra bờ kè để kiểm tra mức độ nguy hiểm và giải cứu cảnh quan Yesampo. Hơn 100 du khách bị mắc kẹt trong khu vực. Ngoài ra, cơn bão nhiệt đới số 6 năm nay dự báo sẽ đổ bộ dọc bờ biển từ phía đông Hải Nam đến phía tây Quảng Đông từ tối thứ Hai đến rạng sáng thứ Ba. Bị ảnh hưởng bởi bão số 6, dọc theo bờ biển phía Nam Trung Quốc sẽ có mưa to đến rất to từ đông sang tây, trong đó có mưa lớn ở các vùng phía tây Quảng Đông, Bắc Hải Nam và Nam Quảng Tây. Bộ Tư lệnh Quốc phòng đã ban hành thông báo tới 4 tỉnh thuộc khu vực Hải Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và Phúc Kiến, cũng như Bộ Tư lệnh Phòng thủ Châu Giang và Thái Hồ để sắp xếp và triển khai công tác phòng chống trước bão. Kính thưa quý vị, vào hôm thứ Bảy vừa qua, mưa lớn xảy ra ở Bắc Kinh. Vào khoảng 19 giờ, Sở Cứu hỏa nhận được báo động rằng cơ sở của Học viện Quân sự Thanh niên Hồ Thanh Long ở quận Phong Sơn, Bắc Kinh đã bị lũ lụt bao vây. Sở Cứu hỏa đã khẩn trương huy động một đội gồm 50 người đã lên đường giải cứu. Qua kiểm tra xác minh của lực lượng cứu hộ tại chỗ, có tổng cộng 350 sinh viên và 40 cán bộ giảng viên bị mắc kẹt sau khi được cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy sơ tán. Cũng do Tân Hoa xã Bắc Kinh ngày Chủ nhật đưa tin, từ chiều thứ Bảy đến sáng ngày Chủ nhật, ở Bắc Kinh đã xảy ra một trận mưa to đến mưa cực to. Phóng viên được biết từ trụ sở phòng chống lũ lụt Bắc Kinh rằng, tính đến 11 giờ ngày Chủ nhật, ở Bắc Kinh đã xảy ra 3 thảm họa địa chất và chưa có báo cáo về trường hợp tử vong do thảm họa địa chất. Được biết, 3 thảm họa địa chất là thảm họa lở đất ở chùa Yangju, Guju, thị trấn Yangsuling, huyện Phong Sơn, khiến một người bị thương và một người mất tích. Thảm họa sạt lở đất ở khu thắng cảnh Niao Yulin, thị trấn Hà Bắc, huyện Hoài Nhu. Một vụ lở đất xảy ra ở khoảng cách 10.000 km, nhưng nó không ảnh hưởng đến việc đi qua đường cao tốc Bắc Kinh-Tây Tạng. Hiện chưa có trường hợp tử vong nào tại đây được báo cáo. Tính đến 11 giờ, tổng cộng 56.933 người đã được chuyển đi ở Bắc Kinh, trong đó 20.990 người được chuyển đến từ quận Phong Sơn, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Được biết, lượng mưa đã khiến 63 con đường chính ở Bắc Kinh bị ngập nước, 30 đoạn đường bị ngập nước hơn 80 cm, 31 con đường bị sạt lở và 1.105 ngôi nhà gỗ bị hư hại. Liu Hongwei, phát ngôn viên của trụ sở kiểm soát lũ lụt Bắc Kinh cho biết, trận mưa xối xả cực kỳ lớn, khởi phát mạnh, cường độ cao, phạm vi rộng và kéo dài. Cũng trong sáng ngày Chủ nhật, hơn 300 học sinh tiểu học và trung học cơ sở bị mắc kẹt do lũ lụt ở thị trấn Khuynh Long Vu, quận Phong Sơn, Bắc Kinh lần lượt được chuyển đi bằng thuyền cứu hộ. Tại hiện trường, phóng viên được biết 351 sinh viên mắc kẹt và hơn 60 giảng viên, trong đó có 6 giáo viên người nước ngoài đều trong tình trạng an toàn. Vào ngày thứ Bảy, Bắc Kinh có mưa lớn, cơ sở của Học viện Quân sự Thanh niên Trung Quốc ở thị trấn Khuynh Long Vu, quận Phong Sơn bị lũ lụt bao vây. Vào đêm hôm đó, tất cả giáo viên và học sinh của trường đều bị mắc kẹt trong trường. Phóng viên đến hiện trường vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng ngày Chủ nhật thì thấy bức tường một bên của trường đã bị cuốn trôi, một đại dương bao la nước giữa cổng trường và tòa nhà chính và một số nhân viên đang đứng trong làn nước sâu đến thắt lưng. Trước cổng trường, lực lượng cứu hộ từ nhiều phía như công an, phòng cháy chữa cháy, quân đội đang tập trung chờ lệnh. Theo lực lượng cứu hộ, các học sinh đã được chuyển lên khu ký túc xá tầng 2 và tầng 3 của trường để ngủ. Đến rạng sáng, các em sẽ được chuyển ra bên ngoài trường. Vào khoảng 4 giờ sáng ngày Chủ nhật, lực lượng cứu hộ bắt đầu vận chuyển nước khoáng, bánh mì, xúc xích, giam bông, sữa và các thực phẩm khác đến trường bằng thuyền. Vào khoảng 6 giờ 15 phút, 3 học sinh đầu tiên được đón bằng thuyền và được đưa đi bởi các phụ huynh của họ. Khoảng 7 giờ 40 phút, hơn 20 sinh viên từ Quảng Đông được chuyển ra ngoài và đưa về các khách sạn ở trung tâm thành phố Bắc Kinh. Sau đó, những học sinh khác cũng lần lượt chuyển ra ngoài. Phóng viên lội vào trong khuôn viên thì thấy khuôn viên ngổn ngang, bùn đất vương vãi khắp nơi. Giáo viên và học sinh đều tập trung trong khuôn viên chờ chuyển đi. Liu Jiangshan, người đứng đầu cơ sở của Học viện Quân sự Thiếu niên Trung Quốc, nói với các phóng viên rằng những sinh viên này đến từ Bắc Kinh, Quảng Đông, Chiết Giang, Hà Nam và các tỉnh, thành phố khác và hầu hết họ đến đây để tham gia trại hè quân sự mùa hè. Khi lũ tràn vào hôm thứ Bảy, học sinh đang ăn tối trong nhà ăn, nhà trường lập tức tổ chức cho giáo viên chuyển học sinh về ký túc xá tầng 2 và tầng 3. Mất khoảng 2 tiếng đồng hồ mới chuyển xong, không có giáo viên hay học sinh bị thương. Anh Zhao, phụ huynh của một học sinh đến từ Chiết Giang, nói với phóng viên rằng anh vừa đón con vào trưa ngày thứ Bảy, nhưng bất ngờ xảy ra lũ lụt vào buổi tối. Rất may đứa trẻ vẫn bình an vô sự.
tính đến thời điểm hiện tại, việc chuyển học sinh vẫn đang được tiến hành. Theo tin tức của Đài Tiếng Nói Trung Quốc, kể từ hôm qua thứ Bảy, một dải mây mưa lớn đã cố thủ như một con rồng khổng lồ ở các khu vực Tây Nam đến Đông Bắc trên bầu trời của đất nước tỷ dân. Hầu hết các khu vực phía Bắc, Đông Bắc Trung Quốc, phía Đông và phía Nam lưu vực Tứ Xuyên liên tiếp có mưa lớn. Mưa lớn xảy ra ở một số khu vực khác. Bắc Kinh, Cam Túc, Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Thiên Tân và nhiều nơi khác hứng chịu mưa lớn. Bắt đầu từ khoảng 10 giờ sáng hôm qua, mưa lớn đã ập xuống toàn thành phố Bắc Kinh. Tính đến 11 giờ đêm qua, lượng mưa trung bình ở khu vực nội thành Bắc Kinh đạt 196mm, vượt xa mức 72mm của trận mưa xối xả năm ngoái. Trong đó, điểm có lượng mưa lớn nhất là ở Chongli, quận Fangshan, đạt 366mm. Theo Cục Khí tượng Bắc Kinh, đây là lượng mưa lớn nhất trong 61 năm kể từ khi Bắc Kinh có hồ sơ quan trắc khí tượng vào năm 1951. Và Bắc Kinh đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu cam đầu tiên trong lịch sử vào ngày hôm qua. Cơn mưa cuối tuần qua đã mang đến nhiều rắc rối cho Bắc Kinh, trước hết là ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Từ vành đai 2 đến vành đai 4, nhiều cầu vượt trũng bị ngập, giao thông gián đoạn, một số đoạn đường bị nước sông tràn vào, một số cộng đồng dân cư bị ngập lụt nghiêm trọng và hàng trăm ô tô bị ngập nước. Theo Cục Kiểm soát Giao thông Bắc Kinh, tình trạng đường xá xấu khiến hệ thống xe buýt mặt đất ở Bắc Kinh hôm qua gần như tê liệt, nhiều người chuyển sang các ga tàu điện ngầm gần đó để đi tàu điện ngầm. Trên tuyến sân bay dẫn vào sân bay thủ đô, tàu điện ngầm bị mất điện do nước mưa ngập tấm cảm ứng tàu điện ngầm khiến một số đoạn đường bị đình trệ nhưng đã sớm hoạt động trở lại. Ngoài giao thông mặt đất gần như tê liệt, tình hình giao thông hàng không cũng hết sức nghiệt ngã. Theo báo cáo, bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, hơn 500 chuyến bay đã bị hủy hoặc hoãn tại sân bay thủ đô vào ngày hôm qua và hơn 80.000 hành khách đã bị mắc kẹt tại sân bay. Tính đến 3 giờ sáng nay, sân bay thủ đô đã hủy 545 chuyến bay, 28 chuyến bị hoãn hơn 1 giờ. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!